Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng và đến toàn thể anh em chơi Euro trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 21 tháng 5, xin lại giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Soli, model của nó là CDP611. Ở model này em bán cũng khá là nhiều rồi và cũng lâu rồi em mới về chiếc đầu này. Thì nó được sản xuất năm 1993, cái đầu cũng khá là mới. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 43 cm. Chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu là 29,5 cm. Và nó nặng là 3,8 em. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Sony rồi. Còn chức năng của chiếc đầu này, ngoài chức năng đọc đĩa CD ra thì nó khác với chiếc đầu khác là gì? Nó có 7 nút chỉnh dạng equalizer nhé, 1 2 3 4 5 6 7 đấy, rất là hay. Thì một chút nữa em đã test, các bác để ý giúp em. Và qua đây thì em cũng tham gia các bác là em thì em muốn truyền tải đến thông tin một sản phẩm nó rõ ràng chi tiết để chúng ta đỡ phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần đấy, và cách thức mua bán hàng cũng như là cách thức bảo hành đấy. Thì bác cố gắng xem kỹ video giúp em trước khi đặt mua hàng đấy. Và em xin quay chi tiết về phần ngoại hình của chiếc đồ này để cho các bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình thì chiếc này về đây thì nó có bị chắc tí xi phần chữ Sony này đấy. Và phía dưới này đây có cấn nhẹ đấy. Nhưng mà do nó là màu đen thì nó nhìn không rõ. Ở đây có một cái vết cấn chảy nữa này đấy. Cái lúc này có sức này. Về phần cạnh trên, cạnh trên thì của nó cũng có bị vết xước nhẹ nhé, này, xước mờ, này xước đây. Phần nắp lưng này thì hầu như cái dòng này về ấy, nó đều bị nhắm dính, cho nên là phải sơn lại, nó có vết này, phải sơn lại hết. Đây. Đây ạ. Ở phía sau đây thì có cái xước đây. Model của nó là CDP 611, điện 100V, công suất của nó 12W và series của nó là 211583 và được sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Đấy. Ở chiếc đồ này thì có hai đường anode ra và một đường cổng quang ra. Màu đỏ ở đây hoạt động bình thường. Em đã kết nối với cái rắc AV bên đây để cách nhạc cho các bác nhé. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới. Máy móc thì là zin nguyên bản. Bắt đọc lên thang máy luôn. Đây. Bắt đọc 240 nhé. Tụ thì tụ Eola. Tụ Eola của nó là bao nhiêu, 4.700 mi, 4.700 mi đấy. À, chiếc giải mã nằm phía dưới rồi, nó dòng đầu đề mới mà đấy. Toàn tụ eo la thôi. Ở đây là cái phần này ở phía dưới. Rồi, và sau đây em cũng xin test phần mắt đọc cũng như là các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho bác được thức ạ. Và giá của chiếc đầu này thì bên em bán với giá là 1 triệu đồng nhé. Vì nó có bị cấn chày đây, cạnh trên này nữa này. Đấy. Được. Em bao với ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho bên. Trong quá trình nhận hàng các bác cái test kiểm tra sản phẩm bên em bị lỗi là giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi là hoàn tiền 100% cho các bác. Hoặc các bác đổi ra sản phẩm khác tùy tùy ý của mình. Còn trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu như sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa. Tiền phí thì các bác phải giúp em. Và em xin giới thiệu vào thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số nợ là 0907 23269.
các bác liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi. Số điện thoại em để tiêu đề của video. Đầu thì là không kén đĩa rồi, đầu tốt đĩa đồng xanh là đĩa sao chép, đĩa đồng vàng cũng như đĩa đồng trắng nhé. Đây là đĩa sao chép portfolio đây. Thì các bác để ý giúp em là trong quá trình test em sẽ chọn các chức năng nhạc thay đổi để các bác được thưởng thức. Muốn phù phàng
gió. Một mình tôi sẽ đi qua, tôi đi tìm bụi cỏ. Tìm em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện. Và tìm quên kỷ niệm, men cay tâm đen. Cùng chỉ đầy đọa thêm, tình nhân ơi. Tôi ước mơ nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không rồi em xin phép được dừng video ở đây. Thì trước đầu này bên em bán với giá là 1.000.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc, bao nào chuyển đổi tiền, bao nào đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Số điện thoại là 0723 269 ở một thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp các bác video sau ạ.